Ông Hạnh mến chào khán giả, và buổi trưa hôm nay ông Hạnh mến chúc khán giả được vui vẻ và được an lành trong cuộc sống nha. Đây là những chiếc xà lan chở cát chạy đến kinh chợ gạo nè. Vào buổi trưa hôm nay xà lan chạy rất là nhiều luôn. Và chiếc xà lan này của Long An là đang chở cát chạy về xuống tiền các bạn. Ở đây có một chiếc xà lan nè, xà lan này chở hàng khô nè, trời mũ rất là kín luôn á các bạn. Xà lan này đóng 2015 nha, của Bến Tre. Và đây là có một chiếc xà lan chở đá nè, chạy ở Bến Tre, chạy về Bến Tre, hướng Bến Tre các bạn. Xà lan này của Vĩnh Long nha. Và đây xa xa một có một chiếc tàu dầu rất là lớn luôn của Kim Minh vàng. Và có những chiếc xà lan phía sau chở hàng khô và chở container rất là nhiều luôn, xếp thành hàng chạy trên kênh chợ gạo rất là đẹp các bạn. Và phía xa xa 4-5 chiếc luôn, 5 chiếc đua nhau chạy trên kênh chợ gạo về sông Tiền rất là đẹp luôn. Và chiếc tàu dầu này của Sài Gòn các bạn. Và ngoài sau cabin của tàu dầu này rất là lớn luôn, như một ngôi nhà luôn. Dầu này mặn nước tới 4,2 m, rất lớn. Và phía sau này một chiếc xà lan dài của Đồng Tháp này.
nối liền nhau rất là đẹp luôn. Và phía sau có một chiếc nữa vượt qua xà lan đá luôn nghe các bạn. Trên dòng sông kênh Chợ Gạo hôm nay á, vào nước lớn á, những chiếc xà lan chạy rất là nhiều luôn. Này chiếc của An Giang nè, vừa ra lên chạy tốc độ luôn, chạy xoáy nước luôn các bạn. Chiếc này của An Giang, bánh lái ngoài sau nước rất là đẹp luôn, chạy tốc độ lên phía trên nha. Và 4-5 chiếc luôn đua nhau chạy về sông Tiền rất là đẹp các bạn. Và đây phía sau có một chiếc xà lan đá nè của Trà Vinh nè. Và đây có một chiếc tàu kéo của Sài Gòn nha, chạy tàu kéo là không có chạy chở con sắt. Đây một chiếc xà lan của An Giang chở những thùng hàng container, những thùng hàng nhỏ các bạn, đang chạy vượt cầu dây Chợ Gạo và về sông Tiền. Chiếc xà lan này mạn nước 3,4 m nha, của An Giang. Chạy vượt qua tàu kéo luôn. Vừa chạy vừa qua cầu dây Chợ Gạo nè các bạn. Và đây là chiếc xà lan hầm chở hàng rồi của Tiền Giang nè, đang chạy về hướng của Long An nè các bạn. Xà lan hầm này chở hàng của Tiền Giang. Và chiếc chở những thùng hàng container vượt qua tàu đầu kéo luôn. Và những xà lan chạy rất là nhiều luôn, 6-7 chiếc luôn, chạy rạch Tràm Kỳ Hôn và chạy về hướng sông Tiền luôn các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hoàng Hạnh miền Tây. Và em rất là chân thành cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh của em quay về xà lan trên kênh Chợ Gạo trong thời gian qua. Em xin chào, tạm biệt và hẹn lại những video tiếp theo.